Mời quý vị tập trung về sân khấu, tập trung ánh mắt về sân khấu, thưởng thức một tiết mục rất đặc biệt, rất nổi tiếng, rất dễ thương của em trai tôi, ca sĩ diễn viên Linh Tê. Em hay là anh? Dạ em cảm ơn chú Bạch Long rất nhiều. Ở lộn, chị Bạch Lan. Dạ. À, chị ca hay quá. Cho em tấm hình đi anh ơi. À, vậy hả? Chị cười giùm em nha. Dạ, lần đầu tiên lên tiếng được tham gia chương trình Mẹ Đồng Quê thì không biết nói gì hơn là xin chúc cho các khán giả cũng như các bà con ở đây được có một đêm xem ca nhạc thật là vui tươi và tràn đầy hạnh phúc, và chúc cho đồng bào trên khắp dân tộc của chúng ta lúc nào cũng bình an và nhiều sức khỏe. Xin cảm ơn. Giới thiệu quá trời không ai vỗ tay mạnh gì hết trơn. Dạ, cảm ơn. Và bây giờ xin mời mọi người cùng thưởng thức một ca khúc do Tý sáng tác, một ca khúc mới sáng tác gần đây, được mang tên Người Hai Mặt. Xin mời mọi người cùng thưởng thức. Hết. Dạ. Dạ. Rồi, trước tấm nhân tình của mọi người thì không biết nói gì hơn là làm tiếp một bãi nữa. Và trước khi làm tiếp như vậy thì để ủng hộ đồng bào bị bổ luật thì tôi xin gửi một chút xíu của ít lòng nhiều, Đinh Tý và Bích Trâm xin gửi đến cho mọi người nha. Bích Trâm lên phát biểu gì không? À, không nói, dạ ngại rồi. Đây là một bài sung sung ha. Mọi người muốn nghe nhạc sung hay nghe nhạc dịch? Ủa cũng giống nhau à. Nhạc sung hay nhạc dịch? Sung hay dịch thì cũng giống nhau hết đó. Giọng cổ hả? Bầu ơi. Cho chị đây ra khoát đem cài giọng cổ đi. Dạ. Dạ bộ đọc tên chị Loan, chị Lan luôn hả? Dạ chị Bạch Lan đóng góp cho đồng bào một tràng vỗ tay thật lớn lên nè. Em giải bộ rồi đó. Dạ bây giờ xin gửi đến một ca khúc tại cũng giống như chị Bạch Lan thì cũng đổ vừa rồi thì cũng hơi bị khan tiếng. Cho nên ca giọng cổ bây giờ là nếu mà ba không coi lại những cái video này chắc cũng chửi á. Nó là cha làm thầy mà con đốt sách. Nên mọi người thông cảm vô nha. Hay mọi người muốn nghe một đoạn không à? Cũng ráng lên ha. Bầu ơi, bầu ơi, bầu à, bầu đi. Tôi có nói chi mà bầu còn gieo tiếng dừ. Thử hỏi tại ai là người gây lỡ làng duyên nợ, thầm hỏi trời cao ai là kẻ giống tình. Dạ hết. Dạ nhiều đó thôi. Người hô hô khúc ca đồng say tuyệt vời. Hô hô khúc ca đồng say tuyệt vời. Xin mến rất nhiều. Sắp rớt tóc giả ra rồi. Vậy hồi nãy giờ cảm ơn những tấm nhân tình màu với khán giả và tình tặng vô tí. Hồi nãy giờ khán giả đã xem con trai của nghệ sĩ Linh Tâm diễn. Bây giờ tiếp mục tiếp theo, mọi người sẽ cùng thưởng thức với phần trình diễn của con gái của ai à?
Vỗ lần nữa, lớn hơn nữa. Chính xác, đó là phần trình diễn của con gái của nữ nghệ sĩ. Từ từ để giới thiệu lại. Phần trình diễn của con gái của ngôi sao sân khấu nghệ sĩ ưu tú Vũ Lân. Anh xém giới thiệu em là con trai luôn đó. Anh làm cùng em đi hết nổi. Dạ, lời đầu tiên cho Hồng Loan xin được kính chào ông bà cô bác có mặt tại buổi lễ ở Mẹ Đồng Quê. Lời chào trân trọng nhất ạ. Và Hồng Loan xin kính chúc cho ông bà cô bác và các anh chị có mặt tại buổi hôm nay mùa Trung Thu thật là ấm áp và hạnh phúc. Hồng Loan xin được góp một chút tấm lòng đến bà con tại vùng miền Bắc nha. Dạ. Hồng Loan xin kính gửi tặng ông bà cô bác trong buổi lễ hôm nay là bài góp vui thôi. Là bài là Người Cha Thứ Hai của nhạc sĩ Nguyễn Minh Anh. Con mời ông bà cô bác thưởng thức cùng con ạ. Con cảm ơn ạ. Sao lại thương đó được nghĩa cao vời, một đời lặng lẽ người đã cho nghĩa cho tình, dành tất cả tình thương cả trái tim mình. Giờ cha con đã xa rồi, người chỉ còn lại mình con. Từng tình lo lắng ân cần sớm hôm trong ngoài, để cha con mang lời ca tiếng hát dân đời. Người như cha dạy con không lớn lên người, từ khi cất tiếng chào đời cha bế bồng thuở con.
xin kính gửi tặng ông bà thêm một bài nữa nha. Hồi nãy thì bài của người lớn, bây giờ mình tặng cho thiếu nhi hôm nay nha ông bà cô bác ơi, để cho trẻ em nó được vui với mình nha. Và con cảm ơn rất nhiều ạ. Bài tên là Gia đình nhỏ hạnh phúc to. Bài này con cũng mới vừa học. Dạ có sơ suất gì ông bà cô bác bỏ qua giùm con ạ. Con cảm ơn ạ. Cho con xin ta cánh tay đi cô ạ. Bà cô bác mình mùa trung thu vui vẻ và an lành nha. Dạ thôi mình nhường sân khấu lại anh chị ơi. Dạ vâng, xin cảm ơn.